Chung tài xỉu chào tất cả anh em kênh chuyên chia sẻ hướng dẫn cách soi cầu bắt cầu tài xỉu, và hôm nay mình sẽ cập nhật một chút ưu đãi khuyến mãi về 68 game bài. 68 game bài đang có ưu đãi khuyến mãi nạp đầu lên đến 100% cho những em tham gia, và tặng 2% cho mỗi một đơn nạp hàng ngày, và đặc biệt là tặng cho anh em tuân thủ là 30k để anh em thể khởi nghiệp, và 30k này anh em có thể chiến đấu tất cả các sảnh các trò chơi có trong 68 game bài anh em nhé. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục vào chiến đấu kiếm lúa và sẽ chia sẻ cho anh em những kỹ năng kinh nghiệm để anh em có thể áp dụng đơn giản hiệu quả. Anh em theo dõi video có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật những cái tin tức mới nhất nha anh em nha. Hôm nay mình chia sẻ tiếp cho anh em về công chơi các bắt cầu ở trên những con game bài được thử hiện nay, và những cái bắt cầu này cái cực kỳ chuẩn xác để anh em có thể là dựa vào này, cũng như là so sánh này, và cũng như là bắt theo một cái công thức này của mình nhá, cá kiếm một cái số lời cực kỳ là hấp dẫn, cũng như là một cái số lời như anh em mong muốn chưa. Ok, thì bây giờ anh em sẽ vào trong game, anh em sẽ có thấy là soi chữ thiên này, chữ chính ngầu này, hay là thống viên thiên đúng không? Anh em sẽ lấy bằng cái đánh giá, nếu soi đó chính là ba điểm khá là quan trọng để để xuất ra để ra để cho anh em so sánh và soi. Thì khi đó để mà chuẩn xác và chính xác cao thì mình cần là lấy cái gì ra để mình tính toán và lấy cái gì ra để mình tìm được cái hướng đi chính xác nhất của nó. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn đến anh em một cái cách chơi cực kỳ hiệu quả này nhé. Và anh em sẽ ở đây em sẽ lấy ví dụ như là có tài 12 là cái điểm đồng ở cái điểm cầu của cầu chữ nghìn hết vào đây 12 11 13 này, cái tài xỉu 10 này, 9 này, đây là con tài 11 này, và đây sẽ là ví dụ là con tài 12. Ý thức làm sao tức là mình sẽ lấy đầu cầu đây cộng cuối cầu đây đấy, tức là 12 có là 12 cộng với 12 thì bằng 24 đúng không? Thì chúng ta sẽ bắt vào xỉu của mình được chưa? Đấy. Sẽ bắt vào xỉu. Đây là một cái tiếng chạy không, anh em chỉ cần soi ở cái cuối này cho mình là 14 thôi. Nhưng nhớ là cứ đứng đầu cầu của cuối cầu nha. Và tiếp tục đây là một con xỉu thì chúng ta sẽ có một con xỉu 8. Thì đây là con số ví dụ nha. Và khi mà anh em gặp phải thì anh em sẽ có con số chính xác hơn. Thì khi đó anh em nên là áp dụng con số đấy đúng vào bằng công thức này thì nó sẽ cực kỳ chuẩn nha. Tiếp tục 12 cộng 18 vào đây còn là 20 điểm trắng ở đây vẫn là ok, hàng xỉu như nha. Đấy, thì đây là một cái ví dụ là cái điểm cầu và đây là một công thức, thì anh em chỉ cần là lấy đầu cầu cùng cái phiên điều ra là chúng ta sẽ có kết quả đẹp, được chưa? Em nhớ kỹ cho mình đầu cầu của cầu ở đây là cái sự kiện, mình chỉ lấy một cái mẫu ngắn gọn thôi để anh em hiểu rõ cách tính thôi, chứ còn đâu là anh em khi mà gặp phải thì anh em sẽ chơi được cũng như là chú bất nhé. Từ khi mà đẩy cầu rồi thì nó sẽ là lên con tài 11 chẳng hạn, hay con số 10 chẳng hạn đúng không? Mình sẽ đẩy đi, mình sẽ lấy ví dụ là 11 cộng cho 8 đúng không? Thì chúng ta có là 19 và điểm này thì anh em bắt đặt tài cho mình nhé. Cứ sau soi chiến trước không còn số 1 đâu, và chúng ta sẽ có điểm tài. Và tiếp tục thì đây vẫn là có 22 đúng không? 8 lên 13 này. Thì tiếp tục mình vẫn lấy 11 cộng 13 tiếp. Và chúng ta sẽ có là 24. Thế thì anh em bắt phải xỉu thôi đúng không? Anh em bằng tay này, tất cả ở đây, bốn tay này đều là chạy theo gọi là thuận anh em. Còn nếu mà chạy cái gì thì nó sẽ ngược lại hoàn toàn vào cái điểm này. Như sao? Tức là như thế là 12 cũng 12 và 24 nó không phải là xỉu nữa mà nó sẽ lên tài. Còn 11 cũng 18 là 19 là bắt vào tài, nhưng mà chạy nghịch nó sẽ là vì xỉu ở đấy. Nó rất là đơn giản như thế thôi. Đó. Nhưng mà cái tỷ lệ phần trăm nó chạy ra hơi rất thấp thôi nha. Tức là thuận thì nó sẽ có là thuận thì nó sẽ có là 8%, nó sẽ chạy ra thuận đúng không? Còn nghịch thì chỉ có 20% thôi. Là vì thế thì đấy chạy nghịch rất là thấp đấy mà. Các anh em cứ bắt theo thuận nha. Để mà biết được thuận hay nghịch trong cái phiên đấy hôm nay thì em cần là quan sát ra 3 này đến 4 tay đầu thì em sẽ tìm được ra là cái xu hướng chạy thuận chạy nghịch của nó thôi, rất đơn giản. Đấy. Và cái công thức của mình chia sẻ với em thì mình chia sẻ thêm một cách đi vốn nữa nhé. Thì nếu như mà em còn đang có một vốn ví dụ như là
20 củ đi. Được chưa? Thì anh em sẽ phân tích ra 20 củ là được gì? 20M này. Thì chúng ta sẽ chia đều ra là nếu chưa nhiều thì anh chia đều ra là 20 tay. Được chưa? Còn ít thì là 10 tay. Được chưa? Rất đơn giản thôi. Và một tay anh em sẽ đi đều, ví dụ là một mở tay là chúng ta sẽ có là 20 tay thôi. Còn nếu như chúng ta sẽ muốn đi 10 tay thì chúng ta sẽ đi là 2M một tay. Thì nó vẫn là có 20M thôi đúng không? Đấy. Nói chung là với cái quy vốn này sẽ cực kỳ là hiệu quả. Cái này này 20 tay thì anh em sẽ chơi rất là lâu này. Đấy, còn cái này mà 2M một tay thì chúng ta vẫn là có lãi như thế, tức là tiền và lời là 20 củ cả thôi. Đúng không? Chỉ còn một cái là 1M thì mình chơi là 10 tay. À, 20 tay này. Còn ở đây thì chúng ta sẽ chỉ có là 10 tay thôi. Đấy. Một cái thì giúp anh em là giải trí và chơi rất là lâu. Còn một cái thứ 4 là chúng ta chơi chỉ có 10 tay thì sẽ nghỉ rồi, đúng không? Đấy. Thế là chúng ta đừng có chơi quá nhanh quá, chơi vừa phải vừa đủ như thế này thôi, được chưa? Và đây là công thức và kèm theo là cách thứ 4. Nếu như mà anh em áp dụng đúng cái công thức này và cách thứ 4 này thì nó sẽ là tăng cái tỷ lệ chuẩn xác lên cái tầm cao mới từ 80-90% anh em nhé, cái tỷ lệ thắng rất là cao. Nhưng mà vì thế anh em phải tự tin là vào áp dụng cái công thức này của mình vào để cá kiếm những ngày công cũng như là cá kiếm một số lời như anh em gọi là mong muốn, như anh em là ước muốn, đúng không? Đấy, nên là vì thế mình lúc nào mình cũng tự tin là đứng ở đây và chia sẻ với anh em để công thức hay nhất và chuẩn xác nhất để anh em bị áp dụng vào cái game bài điện thưởng nhất là hiện nay. Và mình nghĩ nhiều anh em bây giờ là chơi theo cái sở thích, chơi theo cái may rủi rất là cao, bởi vì nó chỉ có hai cửa mà. Nhưng mà chơi theo cái đấy thì nó không bền, nhưng mà hôm nay ăn ngày mai mất, hôm nay mất ngày mai lại mất tiếp anh em nha, không bao giờ bền được. Nên là vì thế mình phải áp dụng công thức kỳ vào, ngày nào cũng có thể kiếm được bằng đấy, ngày nào cũng có thể hút được bằng đấy, thì nó sẽ ổn hơn là anh em ngày nào cũng chơi tay ăn hôm nay ăn ngày mai mất, hôm nay mất ngày mai ăn anh em nha. Ok, thì video này sẽ kết thúc ở đây thôi, và hy vọng là anh em sẽ áp dụng công thức này chuẩn xác và chính xác để mang về số lời như anh mong muốn nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Chào và tạm biệt anh em. Bye bye.